thì thơ Quang xin chia sẻ với mọi người nội dung một bài viết nó liên quan tới một cái việc hình như là cũng đang đang nóng ở An Giang. An Giang. Tức là đây, chắc mọi người đâu đó trên cái không gian mạng mọi người có thấy được cái đoạn clip này đúng không ạ? Để thơ Quang mở cho mọi người cùng xem. Rồi, thơ Quang xin khái quát thế này. Tức là nội dung của đoạn clip này là hình ảnh xe cứu thương chở một người đàn ông đã tử vong thì bị những người dân họ chặn lại. Họ chặn lại. Chuyện xảy ra ở ấp Mỹ An, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Chợ Mới cái này nếu mà huyện Chợ Mới thì gần chỗ chỗ thân thì phải thì họ cho rằng là người nhà và hàng xóm cho rằng là khi cơ quan công an bắt người gì đó và gây ra cái chết của cái người đàn ông này và người dân phản ứng rất là mạnh mẽ thì bám theo cái sự kiện đó, bám theo cái vấn đề đó thì những con rận chủ và những thành phần chống phá nó không thể nào nó ngồi im được và y như rằng nó vào cuộc. Và cụ thể đó là một cái nhân vật là Nguyễn Xuân Diện nha. Nguyễn Xuân Diện thì cũng lên bài với cái như thưa Quang đã nói mọi người trước đây đúng không, tức là cái thủ thuật mới của bọn này bây giờ là tung và hứng, có nghĩa rằng những thành phần trong nước lên bài dựa theo những vấn đề xảy ra trong đất nước lên bài gọi là đả kích chính quyền một cách nó rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà thật ra đó là cái mồi để cho những thành phần ở ngoài nước dựa vào câu chuyện đó nó phối hợp vào, nó đánh mạnh hơn với mục đích kích động người dân và hướng lái người dân đến câu chuyện gì? Bất mãn chính quyền. Đó, như thông Quang đã nói là chúng ta phải nhận diện được như vậy. Bây giờ họ phân công chia ra nhiệm vụ rất là rõ ràng, bên tung bên hứng. Và khi người xem, người đọc, đọc các vấn đề đó, họ hệ thống lại thì dẫn đến câu chuyện là họ sẽ cảm thấy bất mãn và mất lòng tin vào chính quyền. Thì đây một bài viết cơ quan xin đọc cho mọi người cùng nghe, phản ánh về, phản biện lại cái nhân vật Nguyễn Xuân Diện. Lại là Nguyễn Xuân Diện, thật không hổ danh anh Diện nhỏ, tức tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, nhỏ cả mặt mũi lẫn tâm hồn. Bất cứ thứ gì, ở đâu, cứ có mùi xác chết là anh nhảy vào la liếm. Vụ một người đàn ông tử vong vì bệnh tim mạch xảy ra ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là một ví dụ. Ngay khi tờ Tuổi Trẻ đăng tải thông tin về vụ việc, như thường lệ, Nguyễn Xuân Diện nhảy vào chụp ảnh màn hình và chua thêm dòng trạng thái với nội dung kích động, reo rắc mối hoài nghi cho người đọc, chỉ mũi giáo vào lực lượng công an rằng lại một người dân chết sau khi công an mời làm việc. Nạn nhân là Nguyễn Văn Khá, 55 tuổi, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Đọc dòng trạng thái này của Diện nhỏ, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến việc người đàn ông này bị công an bắt vào trụ sở và bị công an đánh đập, tra tấn đến tử vong. Lướt qua vài comment, quả nhiên dòng trạng thái của Diện nhỏ đã phát huy hiệu quả. Hàng loạt comment chửi bới lực lượng công an An Giang nhanh chóng xuất hiện. Và thậm chí không cần biết đầu đuôi,
hay bản chất sự việc như thế nào. Nhiều bộ não hạt nho đã vội vã kết luận công an cộng sản giết người. Nói như thế để thấy hệ lụy của một dòng trạng thái có nội dung xấu độc gây ra đối với xã hội là như thế nào. Và tất nhiên sẽ không có hệ lụy xấu nếu như Nguyễn Xuân Diện đăng nguyên văn bài viết của báo Tuổi Trẻ. Ở đây, ý đồ mất dạy, đẻo giả của Nguyễn Xuân Diện là rõ ràng. Thực tế, đúng là có việc ông Nguyễn Văn Khá ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang tử vong. Tuy nhiên, nguyên nhân dẫn đến ông này tử vong không phải là do công an đánh đập hay tra tấn, mà là do bệnh lý tim mạch. Theo tờ Tuổi Trẻ, khoảng 20 giờ ngày 28 tháng 12, công an xã Nhân Mỹ thành lập tổ công tác xử lý vụ đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu, ăn thua bằng tiền tại một căn nhà hoang nằm sâu trong một con hẻm thuộc tổ 20, ấp Mỹ An, xã Nhân Mỹ. Do địa điểm tổ chức đánh bạc nằm sâu trong hẻm nên khi lực lượng công an tiếp cận thì các con bạc đã phát hiện bỏ chạy. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 3 hộp xí ngầu và 1 chén sành. Vào thời điểm trên, tại nơi dựng xe Honda của lực lượng công an, ông Hồ Minh Tùng được phân công ở lại giữ xe, bị ông Nguyễn Văn Khá và hai người con trai của ông là Nguyễn Văn Tuấn Em, 34 tuổi, và Nguyễn Văn Tuấn Anh, 37 tuổi, đến gây sự. Thời điểm này, cả ba bố con ông Khá đã say rượu, rồi dắt xe của lực lượng công an vào nhà, sau đó đánh ông Tùng. Ông Tùng là người giữ xe đó mọi người. Lúc này, trưởng công an xã Nhân Mỹ phân công lực lượng đến hỗ trợ ngăn cản hành vi của cha con ông Khá. Tuy nhiên, cha con người này vẫn chống đối, nắm, kéo áo và có lời lẽ thô tục đối với lực lượng làm nhiệm vụ, nên công an đã mời những người có liên quan về trụ sở làm việc. Trên đường đi, ông Khá có biểu hiện mệt mỏi. Lúc này, vợ ông Khá là Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết ông Khá có tiền sử bệnh tim, huyết áp cao, nên lực lượng công an đưa ông đến trạm y tế xã Nhân Mỹ kiểm tra y tế. Tuy nhiên, khi đến trạm y tế thì ông Khá tử vong. Các lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi theo luật định và kết luận ông Khá chết vì bệnh lý tim mạch. Như vậy, từ một vụ chết do bệnh lý tim mạch không hề có mặt tại trụ sở công an mà Nguyễn Xuân Diện lại biến thành lại một người dân chết sau khi công an mời làm việc. À, có nghĩa rằng là Nguyễn Xuân Diện đã cố tình giật cái tiết đi ghe hàng tuyết là lại một người dân chết sau khi công an đến làm mời làm việc, trong khi ông ta không có mặt, không biết gì hết. Thậm chí Nguyễn Xuân Diện còn biến kẻ gây rối trật tự công cộng thành nạn nhân. Thiết nghĩ công an An Giang nên có động thái bảo vệ danh dự của mình trước sự bịa tạc tanh nồng mùi máu của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện. Đó, mọi người thấy không? Rất đơn giản, đúng ạ, rất đơn giản. Những thành phần cội trong nước như là chúng ta cũng thừa biết Nguyễn Quang A, Nguyễn Xuân Diện, Mạc Văn Trang, vân vân. Và chúng ta thường hiểu chung đó là gì? Hội nhóm 72 hay là dân trí ít cái gì, nhân sĩ trí thức yêu nước gì đó, vân vân là như vậy. Tức là những cái con kền kền này, ưu điểm của bọn nó là gì? Có học thức, có học hàm, có học vị, đúng không? Chỉ có một cái, chỉ có một cái là thoái hóa, mang tư tưởng chống phá nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bọn chúng luôn rình rập trong đất nước khi xảy ra bất cứ vấn đề gì. Và bọn chúng lợi dụng vào cái mác tiến sĩ, giáo sư, nhà văn, vân 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 gì đó.
với sức ảnh hưởng của mình là ít nhiều có những cái lượng fan nhất định đúng không? Thì bọn họ lại dựa theo những vấn đề đó và giật tít câu view. Câu view không phải câu view, xin lỗi, không phải câu view, giật tít nhầm. Lôi kéo, kích động người dân vào câu chuyện chống phá chính quyền, bất mãn chính quyền. Bởi vì người dân họ không hiểu, họ chỉ nhìn ô ông này là tiến sĩ nha, ông kia là giáo sư nha, và rất là lớn tuổi, rất là đạo mạo, giống như là kể cả cái tay gì Nguyễn Đình Cống nữa, đúng không ạ? Thì họ tin vào những lời những người đó, những người có gọi là có chút giá trị ở trên trong cái mặt bằng xã hội, như họ tự gắn, họ cho gắn cái mác tiến sĩ giáo sư gì đó, và lợi dụng những câu chuyện đó họ giật tít lên, thì người dân xem nghe theo thì họ tin dẫn đến chuyện bức xúc, và họ thấy cái câu chuyện đó nó xảy ra tại địa phương đó, họ truyền tai nhau thì y như rằng dẫn đến câu chuyện cái clip hồi nãy thơ Quang đưa mọi người cùng xem đó, là người dân tràn ra chặn xe cứu thương chở xác người đàn ông đó để chúng ta có thể hiểu, có thể về nhà hay gì đó, thì người dân chặn lại, họ trong không cho vào, bởi vì họ tin theo những người kia mà là bị công an thế này công an thế kia đó. Mọi người thấy cái vấn đề này đó là những cái con kền kền ở trong đất nước nó nguy hiểm, nó nguy hiểm rất là nhiều, cộng thêm những cái thành phần ở bên ngoài nó chống phá, hai bên nó tương hứng với nhau, đưa đến cái ánh nhìn cho người dân, và người dân nếu mà thiếu hiểu biết, thiếu thông tin, khi họ nhìn hai vấn đề lại chắc chắn họ sẽ tin, và chúng qua đó chúng ta có thể hiểu tại sao lâu lâu chúng ta thấy có những trường hợp những người dân thế này. Rồi cộng thêm cái yếu tố nữa là thời buổi phát triển của công nghệ 4.0 đúng không ạ? Ai cũng chơi Facebook, ai cũng chơi YouTube hay chơi những mạng xã hội, và tâm lý chung là ai cũng muốn là mình có những thông tin hay nhất, nóng nhất để thu hút lượt theo dõi, lượt ủng hộ. Rồi bằng chứng là nhiều khi họ cũng, thực quan nói ví dụ đi, họ tới cái khu vực đó là cái xe cứu thương đi, thậm chí nhiều khi họ chỉ tới đó họ chỉ muốn quay phim chụp hình hay live stream để khoe khoe với bạn bè thôi, nhưng với số lượng đông đúng không, số lượng đông thì nó sẽ gây ra cái điều gì đúng không? Hoặc là như cái câu chuyện rồi, cái live hôm nay chúng ta làm đó, như câu chuyện mà ở tòa án Thủ Dầu Một cũng vậy, YouTuber có, phóng viên có, và như nãy Trung nói đó, người tò mò cũng nhiều chứ không phải là không, và chỉ đơn thuần ô tôi thích tôi tới đó tôi quay phim tôi đưa để tôi khoe với bạn bè tôi, tôi có mặt tại hiện trường, tôi có mặt tại nơi nó rất là nóng, rất là hot, truyền tin, phối hợp tất cả các vấn đề đó, mọi người nghĩ xem phải cái thành phần mà nó khởi mào đó, nó nguy hiểm không? Cái phần tung đó. Đó là những thành phần, những cái con rận chủ ở trong nước như theo Quang nêu ra đó, phần tung tung cho bên kia nó hứng, hai bên tung hứng qua lại thì người dân dính hết rồi. Rất là nguy hiểm. Thì đó, cái tâm không trong sáng nó hoàng gia đó, bọn nó lợi dụng cái mác cũ cán bộ nhà nước rất là nguy hiểm, mọi người thấy không? Những thành phần này coi vậy nó còn nguy hiểm gấp mấy lần cái thành phần chống phá ở ngoại, bởi vì mọi người biết sao, ở thành phần chống phá ở ngoại chúng ta rất dễ nhận diện, rất dễ nhận diện, tung hứng đó nè, tung hứng đó nè mọi người. Tại sao người nhà không chịu nhận xác, thì lý do thực sự như thế nào thì rõ ràng mình cũng không rõ, nhưng mình có thể suy đoán thế này. Thứ nhất, có chắc chắn là người nhà không chịu nhận xác hay không, đúng không? Cái thứ hai,
Cả đám đông nó chặn đường như vậy, xe cứu thương vào không được, phải chờ lực lượng chức năng xuống giải tỏa thì xe mới vào được. Thì nhận làm sao? Đúng chưa? Và cái thứ ba là gì? Cái này cũng tương đối quan trọng nè. Nếu nha, nếu không có đám đông đó cản trở, không có đám đông gọi là ủng hộ những con rắn á, thì chắc chắn gia đình họ sẽ nhận. Bởi vì sao? Bởi vì họ là những người sai phạm mà. Rõ ràng trong cái câu chuyện là ba cha con người này say rượu nha, chưa biết ba cha con người này có liên quan tới cái sòng bạc hay không thì chúng ta chưa biết, rõ ràng chưa? Nhưng ba cha con người này đã có hành vi đánh cái ông Tùng gì giữ xe đó và muốn gọi là giải phóng những cái xe đó, có nghĩa rằng chúng ta có thể hiểu là đâu đó ba cha con nhà người này họ có vấn đề. Và tâm lý chung của những người có vấn đề đó, mà thấy đám đông ủng hộ mình thì họ hùa theo thôi. Cái chuyện nó bình thường mà, có gì đâu mà phải vào tung hứng ở đây. Người tung người hứng rồi người thả thả like thả tim, đúng không? Rõ ràng chưa? Như Thu Quang nói rồi, những thành phần ở bên ngoài á, thật ra cái tụi đó nó chẳng có gì nguy hiểm cả. Bởi vì cái bản chất tụi đó, mọi người biết sao, thật ra dễ nhận diện lắm. Thế này nè, cái tụi đó đó, cái mục đích nó rất rõ ràng. Mục đích nó rất rõ ràng và nó bằng mọi giá nó đạt được mục đích đó. Mục đích đó là gì? Nó tuyên truyền, nó chống phá, hay là nó cổ súy cho những cái hành động gọi là mang cái mầm mống chống phá đó, thì nó sẽ cổ súy bất chấp, nó không cần lý lẽ. Với lại cái quan trọng nhất á, tụi nó không thể nói lý lẽ lý luận được, không thể nói được. Bởi vì á, cái mục đích của tụi nó là gì? Chỉ muốn lái dư luận, muốn lái câu chuyện, muốn lái mọi người tới cái ý đồ chống phá thôi, đúng chưa? Đúng rồi, không? Tức là ý mình nói là càng nói thì chúng ta càng thấy cái độ chống phá nó nguy hiểm của những cái con rận trong nước đó, mà gọi là nó có học thức gắn mác là cựu cán bộ, cựu quan chức hay cựu công nhân viên gì vân 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 mây, cái thành phần thoái hóa biến chất, cái thành phần đó nó mới là nguy hiểm. Căn tin của tụi đẻo đó nha, căn tin của tụi đẻo đó, giật tít lên lá dư luận để gây bức xúc cho những người dân họ thiếu hiểu biết. Họ cứ tưởng rằng gây cái sự bức xúc, cái đó là cái kích động đó. Cái thành phần này nó nguy hiểm thêm một cái nữa là gì? Chúng ta nhận diện được nhưng mà chúng ta không kết tội được. Nhưng cái độ chống phá nó rất là cao, rất là mạnh mẽ. Đó là gì? Nó kích động người dân, khiến những người bức xúc nhìn nhận sự việc theo cảm tính, họ sẽ hành xử sai, rất là nguy hiểm. Mình biết tới đâu thì mình chia sẻ góc nhìn cá nhân của mình tới đó, còn cái nào mình không biết thì mình nói mình không biết. Và bạn nên hiểu như thế này, cái diễn đàn của mình đó, mở ra trên tinh thần tự giác tự nguyện. Đó là gì? Những người cùng quan điểm với nhau, cùng nhau để chia sẻ với nhau những cái gì đó, để đi đến một cái góc nhìn chung. Góc nhìn chung của những sự việc nó xảy ra trên đất nước, trên xã hội hay vân vân. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Còn những cái gì to lớn quá thì thật sự nghiêm túc mà nói, chúng ta không làm được, chúng ta không đủ tầm, đúng không ạ? Sự thật là sự thật, mình rất là rõ ràng, sự thật là sự thật, chứ không thể tự bơm bong bóng mà ngồi đó mà bay lên được nha. Bạn thông cảm, mình chỉ làm như đó thôi, cứ cái gì biết tới đâu nói tới đó, còn cái nào không biết thì xin lỗi, em không biết, em dừng lại, đúng không ạ? Có nghĩa rằng mọi vấn đề chia sẻ trên đây chỉ là trên góc độ là những người dân với nhau, tự trang bị cho nhau đó, tự trang bị những cái
cái hiểu biết cái nhìn nhận cho riêng mình. Ok, vậy ha mọi người ha, chúc mọi người ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại mọi người vào cái buổi live lần sau. Chào tạm biệt mọi người. Bye bye, nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Gửi lời chào thân ái đến tất cả. Bye bye, tạm biệt ạ.